Thánh Andre Trần Văn Trông, quân nhân 1814-1835. Thánh Andre Trần Văn Trông sinh năm 1814 trong một gia đình công giáo đạo hạnh ở Kim Long, Phú Xuân, Huế. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình. Cha là ông Tadeo Trần Văn Hoàn, làm nghề thợ bạc, mẹ là bà Maria Gia làm nghề nội trợ. Nhưng thật không may mắn, lúc cậu Trông 15 tuổi thì cha cậu qua đời, để lại cảnh mẹ góa nuôi 4 đứa con mồ côi cha. Gia đình nghèo túng, cậu phải bỏ học và cùng với mẹ, hai chị và một em gái theo bà con lối xóm về họ thợ đúc làm nghề dệt tơ cho hoàng gia. Cậu Trông là người thật thà, luôn chăm chỉ làm việc và không ưa chuyện gây gỗ cái cọ tranh giành với ai. Tính cậu rất trầm lặng, không ưa ồn ào nhộn nhịp. Chiều chiều sau giờ làm việc, cậu thường lặng lẽ một mình mang cần câu ra bờ sông Hương để thả câu, hòa mình với cảnh thiên nhiên. Nhưng cuộc sống êm ả này không kéo dài được lâu vì đồng lương không đủ sống cho cả gia đình. Tới 20 tuổi, cậu phải từ giã mẹ, hai chị và cô em gái út để lên đường nhập ngũ. Phục vụ trong quân đội được 9 tháng thì vua Minh Mạng ra lệnh các lính công giáo phải kê khai lý lịch. Trong dịp này, cậu Andre Trần Văn Trông bị bắt cùng với 12 quân nhân bạn khác tới trình diện các quan. Trong tòa án có 5 quan ngồi chờ đợi để xét xử. Ngoài sân có đội quân cầm roi và lò lửa với kìm kẹp để sẵn. Một vị quan hỏi các anh, chúng bay có chịu quá khóa bỏ đạo hay không? Tất cả 12 người đều đồng thanh thưa, không. Lính trấn phủ bắt trói anh Trông rồi khiêng qua thánh giá. Nhưng anh co chân lại, quyết chí không xúc phạm đến ảnh tượng Chúa. Các quan liền ra lệnh tra tấn, kìm kẹp rất dã man. Vì đau đớn và kinh hoàng quá, 12 đồng đội run sợ, phải đầu hàng bỏ cuộc. Còn lại một người duy nhất là anh quân nhân trẻ, mới 20 tuổi đời, cương quyết chấp nhận mọi hình khổ, nhất định không bỏ đạo. Các quan thấy anh khẳng khái như vậy thì bàn định kết án tử hình, nhưng chưa xử ngay. Thế là anh binh nhì Andre Trần Văn Trông bị tống giam vào nhà tù suốt một năm trời, chịu biết bao nhiêu là khổ sở. Nhưng trải qua mọi sự đau đớn khổ cực, lòng tin cậy nơi Chúa càng gia tăng và ơn Chúa tiếp sức cho anh càng dồi dào khác thường. Anh luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các bạn trong tù và khuyên bảo khích lệ những người bạn đồng đạo. Anh luôn cầu nguyện bằng tràng hạt mân côi và dâng phó linh hồn và xác trong tay Chúa và Đức Mẹ Maria. Anh chỉ xin ơn duy nhất là được bền vững tới cùng. Khi nhận được quà thăm nuôi của mẹ và của hai chị, anh Trần Văn Trông vui vẻ đem phân chia cho các bạn tù một cách thân ái. Nhờ lòng tốt và thân thiện như vậy mà anh Trông đã nhiều lần đi xưng tội và về thăm mẹ và các chị em. Có lần anh biết tin cha Ngôn đang âm thầm hoạt động tại Phú Xuân, anh Trần Văn Trông đã xin ông cai đội quản ngục cho phép anh được về thăm mẹ. Nhờ thế, anh Trông đã lén lút chèo thuyền tới bến đò kia vào giữa trưa, lúc dân trại đã lên bờ ăn uống nghỉ ngơi. Anh Trông liền xuống thuyền của cha Ngôn, rồi đẩy thuyền ra giữa sông, hai cha con tâm sự, anh xin xưng tội và xin cha Ngôn ban phép lành cho anh. Anh xin rước lễ nhưng cha hẹn sáng hôm sau tại Kẻ Văn. Sau đó anh trở về Kim Long, anh ngủ tại nhà mẹ một đêm, mẹ con gặp nhau xiết bao vui mừng. Mẹ anh khích lệ khuyên anh hãy can đảm sẵn lòng chịu mọi sự đau khổ vì Chúa và vì đức tin. Sáng hôm sau anh tới điểm hẹn gặp cha Ngôn để lãnh mình Thánh Chúa. Cha Ngôn cầu nguyện ước gì mình Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con đến cuộc sống muôn đời. Anh Trông thưa Amen rồi lãnh nhận mình Thánh Chúa. Sau đó anh vui mừng trở về nhà tù trình diện viên cai ngục như đã hứa hẹn. Sau một năm tù đầy với muôn vàn hình khổ, trải qua nhiều cuộc tra tấn nhưng không hy vọng gì anh Trông sẽ bỏ đạo, nên các quan quyết định xử trảm anh. Ngày 28 tháng 11 năm 1835, bản án được châu phê để đem anh đi hành quyết. Sáng sớm người anh họ vào thăm, anh Andre Trần Văn Trông nhắn người anh họ rằng, anh hãy về ở giúp mẹ tôi, anh nói với mẹ tôi rằng tôi đã được phúc chết vì Chúa. Xin mọi người giữ đạo Thánh Chúa, còn phần tôi thì mọi sự đã xong, tôi không lo lắng gì nữa. Người lính mang bản án đến cho viên cai tù, ông cho lệnh tập họp tất cả các tù nhân lại. Viên cai tù đọc bản án rồi đeo gông vào cổ anh Trông. Anh Trông được lệnh đi theo đoàn quân hành quyết tới pháp trường. Hôm ấy trời mưa lâm râm và gió nổi lớn, anh Trần Văn Trông nét mặt tươi tỉnh, tay cầm tràng hạt vui vẻ bước theo đội quân. Mẹ anh được tin vội vã ra chợ An Hòa đón gặp con. Bà nói với con là, con ơi,
Bấy lâu ở trong tù, con có mắc nợ của ai không? Hãy cho mẹ biết để mẹ thanh toán với người ta. Anh Andre Trông thưa lại, con không thiếu nợ của ai. Tiền nộp nhà tù và xiềng xích con cũng đã thanh toán xong cả rồi. Hai mẹ con âu yếm nhìn nhau từ giã lần cuối cùng. Khi đi tới, nhà làng gọi là Bắc Đình. Quan cho lệnh dừng chân, anh lính tháo gông và xiềng xích ra. Anh Trông cầm lấy xiềng xích nhờ người lính trao lại cho bà mẹ. Tới nơi xử, đội Lý Hình vuốt tóc anh và cột lên rồi kéo áo anh xuống dưới vai, trói hai tay anh về đằng sau lưng. Anh Trông quỳ trên chiếc chiếu đã trải sẵn và sốt sắng cầu nguyện. Khi mọi sự đã chuẩn bị xong, quan giám sát ra lệnh ba hồi chiêng trống vang lên. Giữa bầu trời mưa phùn gió lớn, tiếng chiêng tiếng trống cuối cùng thì Lý Hình vung gươm sáng loáng lên cao và chém một nhát. Đầu người chiến sĩ kiêu hùng của Đức Tin rụng xuống đất. Người mẹ đau khổ chứng kiến cái chết anh hùng của người con trai yêu quý ngậm ngùi khóc thương. Trái tim bà như ngừng thở. Sau những giây phút vô cùng xúc động, bà tới trình với quan lớn là mình đã có công sinh con, nên xin được giữ cái đầu của con. Được quan cho phép, bà lấy áo bọc chiếc đầu con đem về nhà. Còn xác thì thân nhân xin đem về an táng tại họ Thợ Đúc. Giáo dân họ Thợ Đúc rất hãnh diện và vui mừng vì tấm gương can đảm của người thanh niên 20 tuổi trong họ Đạo đã chấp nhận cái chết một cách anh dũng vì Đạo Chúa, vì đức tin kiên cường theo chân Chúa. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo 13 suy tôn người chiến sĩ anh hùng Andre Trần Văn Trông lên hàng chân phước. Trong thánh lễ tôn phong, Đức Giáo Hoàng đã không ngớt lời ca ngợi mẫu gương của bà mẹ hào hùng. Đức Maria xưa đã đứng dưới chân thánh giá, chứng kiến cái chết tức tưởi của con mẹ là Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã long trọng nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.